Rồi chào Hải. Dạ chào anh. À bữa nay sao rồi? Dạ đây đầu tuần. Có con nào mới vừa về không? Dạ có hai con mới về. Rồi chúng ta chào chúc anh em đầu tuần vui vẻ nha. À mới về hả? Dạ. Ở đây là cửa hàng Nông Cơ Hưng Thịnh, số 18 quốc lộ 1A, phường Suối Tre, Long Khánh, Đồng Nai. Số điện thoại là 0961 796 801, 0907 546 156. Dạ. Rồi, thì nếu các bạn nào có nhu cầu thì cứ alo theo số điện thoại đó trên địa chỉ đó và tới xem. Thì cửa hàng này là bán những cái xe máy cày là to nhất của Long Khánh. Nếu mà Đồng Nai thì mình không biết, nhưng mà ở thành phố Long Khánh này á thì máy cày đây bán là toàn hàng khủng không, và hàng tuyển đẹp, hàng đấu giá. Rồi giới thiệu con nào? Giới thiệu giùm anh nha. Em mới về con 1020 anh. Con 4003. Em giới thiệu sơ bộ về chiếc xe này đi, cái gì rin, cái gì lô thì nói cho rõ ràng. Nói chung xe này là em về nguyên bản toàn bộ gì hết. Cái bánh đâu có rin đâu em? Dạ. Cái bánh là bánh mới mà. Em về nó tự em nhập ra không biết, về nguyên bản công ra là nó gì vậy? Phải không? Dạ dạ. Phải bên Nhật không? Để anh coi anh có Mac in Việt Nam là chết với anh nha. Dạ. Mac in Korea, Indonesia. Dạ. Đúng rồi, xin của con Indonesia ta sản xuất ta. Dạ. Ủa con Indonesia sản xuất à? Còn cái này Mac in Việt Nam là chết với anh. Dạ, mở coi ra. Vỏ này Gis Kings. Dạ. Mac in India. Ừ. Là của Ấn Độ à? Ấn Độ anh, đúng rồi. Hợp với cái tê vậy đó. Vỏ Ấn Độ, còn cái này là vỏ Ấn Độ luôn. India, Ấn Độ luôn. Dạ, đúng rồi. India, Ấn Độ luôn. À, BKT. Rồi. Ủa nó về nó sẵn vậy luôn hả? Dạ đúng rồi, về công rồi. Cái vàng mà vàng sơn kia nó vàng sơn gần sơn sườn đồ riêng không? Dạ nguyên bản hết anh, cứ quay cho anh em coi đó. Riêng 100% hả? Dạ. À. Ủa vậy con này chưa dọn gì à? Dạ giờ em chỉ rửa rồi vậy thôi á. Nước sơn này mình có dặm chỗ nào không? Không nha, anh nhìn kỹ nguyên bản hết nha. Đó, nhìn kỹ nước sơn. Không thề. Ủa? Sao có miếng giấy dán này sao thấy đường xài? Đường giá thấy không, là để nguyên bản hết. Ngày 21 tháng 2 năm 2023 mà giờ này mới về tới Việt Nam. Dạ. Đấu giá lâu dữ vậy hả? Chính giam công á, năm nay bị giam công nhiều lắm đó. À giam công nhiều lắm. Dạ đúng rồi. Nhớ con này mình bán nhiêu tiền? Biết không? Dạ. Con này mình bán nhiêu tiền? Tôi có giá rồi anh, em cần thì cứ điện cho em. Bà già ông nói dạ. Giá cho biết à? Dạ không. Hả? Chưa biết. À. Nói chung anh em coi xe thì biết giá trị của nó rồi. Dạ. À, đúng rồi, cái này nước sơn rin thế nè, mâm cũng nước sơn rin luôn nè. Chỉ có cặp vỏ là mới thôi. Phốt xì em chưa thay thấy không anh em? Xì hả? Là chỉ có xì không nó vậy á. Ờ đi dơ này chưa rửa này thấy không? Nó dơ vậy á, cái nào cũng vậy đó. Cái nào cũng vậy hết. Chứ không phải là xì đâu. Cái nhiều khi nhất nó dơ á. Ồ mà bể cái này rồi sao đây ta? Hả? Đó vậy cái này mình kiếm em hàng lại chứ đâu. Hả? Cái này làm cái gì? BU được. Có cái mẫu á. À. Rồi, nước sơn đồ này rin hết ha. Vàng sườn đồ thì mình thấy sơn rin hết kìa. Mở nắp máy ra dùng ra. Cho biết cái coi, phải coi cho hết. Cũng rửa đồ sạch sẽ ha. Ủa sao không có nhớt đồ nó dơ dơ ngay chỗ cái dưới sạch rửa anh, dưới sạch rửa. Cái này đâu đã rửa đâu ta, khô rang có gì đâu, dạ bụi không mà. Nè. Rửa rồi. Bụi không giờ rửa. Như vậy xịt sơn cho biết nó sẽ sơn bụi thôi. À rồi ok. Dạ. Để coi thử cabin nè. Ví dụ coi nè. Máy này cũng nước sơn rin chưa đụng chạm gì ha. Con này khá đẹp à. Quan trọng là máy có nổ không nè. Trời ơi, vô nhắc thử biết liền. Hả? Nhắc thử biết liền, nhắc luôn. Chơi luôn hả? Chả mo là vô số nổ rồi. Này tay lái có trợ lực không? Có chứ anh, nghe mày chạy xích sao lái nổi. Ủa con này chạy ít giờ dữ ta? Em nó đấu giá mà. Thật đó. Luôn á. Anh quay lên rồi chưa? Con này mới có 1.624 giờ, đúng rồi, còn mới dữ ta. Mấy cái này là không tẩy được đâu nha. Đúng rồi anh. Mấy cái gì tẩy được chứ còn mấy cái cabin đồ này là. Anh nói cái chống nắng nó đẹp cỡ đó thấy không? Xin luôn. À cái giải mà này nhìn thấy nó khác, Việt Nam mình kiếm đâu ra đâu ha. Giải mà nhảy mui này nè, nó khác với xe hơi luôn hả? Ủa cái vàng này nó gắn vô thêm hả ta? Không, cái radio anh nó có sẵn á. Biết rồi, nhưng mà ý là cái thằng nó gắn vô thêm á, cái tiệm của nó gắn. Đây nó có đèn báo máy cày, nguyên máy cày cắm đồ hết ha. Máy lạnh nè. Thằng này gương chính điện nha, đã lắm á. Hả, à, gương chính điện luôn hả? Ờ, gương chính điện nha. Chà, cabin đồ còn đẹp dữ ta. Bụi không em ơi? Mai mốt lau đi nha. Bụi không à? Ôi cha, bụi không cha?
xong lau chùi đi. Cho em rửa. Được rồi. Ừ. Nhưng mà tại vì cho anh em thấy độ mới của nó, anh hiểu không? À. Để cho thấy làm về nó không mới cả đó mà mình chưa rửa đó, hiểu em không? Vậy hả? Dạ. Đâu thử coi. Dạ nó đầy nổi quá. Ồ, mấy cái này nó cũng chưa mòn nhiêu ha. Xương đâu nè. Đâu thử coi. Anh quay cái lò xo thắng lắm mà còn cái này nên gì nè. Biết rồi, cái này đi. Rồi, ủa, xong xong không thấy em coi tiếng đây nữa anh nó chả mo số chả mo số mo rồi ừ. Ý là nó có cái gì đó rồi coi cái bình chưa rồi để yên coi em coi giờ nó tháo bình ra không có nè người ta chưa làm mà cái từ từ để trước tiên là phải cho kỹ đấy em thử chưa thấy còn bình quá đã các bạn rất là chất lượng nhẹ nhàng ha thôi nó báo gì trên này có đồng hồ giờ luôn đó like máy lạnh là ví dụ như mình đây này nha gương chỉnh điện chỉnh cho anh coi luôn không có chỉnh điện cho anh coi nha chạy là đâu đây là cái này để lép đây để chỉnh thì chỉnh như xe hơi chứ có gì đâu mà nhưng mà đời này tính ra cao cao nha đó sướng chỉnh điện có đâu cái này là để che mát đây option đầy đủ ha option đầy đủ ha nội cái mà cái cabin này không là mình thấy giá trị quá biết rồi lạnh ngát đó mà wow mắc rồi cái này cái gì đó độ nghiêng xe độ nghiêng bao nhiêu phần trăm lời nó ra đầy đủ ha rồi ok mở ra vô coi tại nó đi quá đã cầm ghiếc đồ đã quá cái phun nước rửa kiến nè đúng rồi. Ô con này đã quá nè biết sản xuất năm nào ta mới có 1000 mấy giờ mới chạy hết cặp vỏ thôi em mở nắp bên kia lên lên mở nắp này ra coi heo quéo đâu coi nó ra sao có con lợn wow lóc lạnh nè lóc lạnh đã chưa từ A đến Z ha heo quéo rồi bét rồi còn bóng lưỡng ha không xả gió hay gì luôn à quá thiệt chứ ui quá đã ha cái ga nó tự động coi tự nó rút về thôi đẩy lại đi coi cái đít cái coi đâu mấy này chưa có mòn được nhiêu ha sơn trên đít luôn này nó có kiếm không có chứ có chứ ủa nó có bộ phục năng nè ta đúng rồi đời mới nó giống như bảo vệ cái bùi bồ anh hả bảo vệ cái bùi bồ này nè cái đời mới mới có cái bùi bồ không bảo vệ bùi bồ của mình cái cây này nó quan trọng là nó lên này đúng rồi đây nè kiếm đây nè ví dụ như khi anh lưng có cây đi á cái này tiêu độc lại anh lấy cái bùi bồ đó nó có này nó cứ nhắc đi nó sốc bùi bồ đúng không lợi hại lắm á chứ không dở đâu có lý ha rồi ok tắt máy không? Tắt máy giùm em đi. Tắt đi. Tắt điện hay tắt cơ? Sao? Chỉnh điện mà làm gì có chuyện tắt bằng cơ hả? Không hay cũng heo cơ nha, tắt bằng công tắc thôi, có cục công tắc máy á. Thì đúng rồi, thì xài công tắc. Rồi xin hết ha. Rồi tiếp tục con nào? Dạ 4043.
Con này bán nhiêu báo giá đi? Con này bây giờ em để cho anh em con này đúng 160 triệu. À. SD. Đúng 40 mã lực, đúng 160 triệu thôi. Đó. Không bớt. Không bớt. Cái này dọn nó về nè. Đúng rồi. À. Rồi cho đẹp. À, dọn về dọn ấy ha, còn lốc máy thì nước sơn rin hết ha. Ở bên này sao hay dọn máy đó ta? Nó quen hả? Thì sơn nó rổ, anh nó rổ quá gì xấu. À. Cái dầu nó theo nó dầu cửa đó mà nó xấu. Nè lon sơn nè. Vỏ này vỏ rin luôn coi. Beriton luôn. Nước sơn này rin luôn nè. Mà dàn áo này phủ lại uổng quá. Còn máy này rin luôn, nó mới thay còn mới kìa ha, bên đó thay mới ha. Có nhiều chiếc bộ áo mới mắc luôn. Xe đẹp á. Nói chung quan trọng cái chiếc xe thôi ha. 40 mã lực. 40 PS nè. Ha. Nào, quan trọng chiếc xe, áo quay thích cho anh em coi. Thích bao đẹp. Kiếm đồ đầy đủ ha. Dạ. Kiếm chốt đồ đầy đủ ha. 160 triệu. Ủa con này rin của nó là nó có gầu xúc hả? Không, giờ nó có lục. Con này chạy 1427 giờ. Chuẩn bị qua 1427. Rồi, nói chung con này có bình không? Chưa có bình á, chưa có bình. Con này chưa có bình hả? À, không có bình thôi. Ồ, chiếc 4043 này giá đó cũng khá mềm á. Tiếc có cái là cái vàng này mình phủ lại thôi, nhưng mà tính ra giá quá. Này giờ đâu có luôn thấy không? À, giá đúng rồi. Đâu có. Đúng rồi. Rồi, còn đây 2040. Ủa, hôm bữa mình thấy nhớ tới ban cho anh đe luôn mà. Còn con cho vô góc rồi. À vậy hả? 2650 rồi. Ồ, có gầu xúc đã ha, cái gầu này nó phải là cả khối máy à. Đúng rồi. Ha. Có mua có hai. À. Như một chiếc này nó nằm tầm khoảng 300 triệu không? Nhỉnh đâu xíu à. À vậy hả? Là cả gầu xúc á. Đúng rồi, đúng rồi. Gầu xúc 8550 kg là hơn một khối nè. À, mua chiếc này về vừa xúc đã lắm. Cái này xúc lên cao được mấy mét ta? Chắc cỡ chừng 4 mét. À vậy hả? Không, nó có thông số của nó hết á. Max Gen Gert Money là của Đức. John Deere Company New Zealand. Cái gầu nhớ tải trọng chưa? 800. À, thì 850 kg đó. Nixon Green hết luôn, từ A đến Z luôn. Cả gầu, cả liếc đồ luôn. Cao pin đồ còn quá đẹp ha. Nhìn với anh vẫn thích cái con John Deere này hơn là mấy thằng kia. hay quá. Cái không, hay nó quá. Đẹp với lại nó nhìn nó chắc chắn. Con này nước sơn rin hết à. Cái châu Âu nó làm cái gì? Con này mâm sơn lại nè. Châu Âu nó làm cái kiểu cách nó thích ha. À. Cái châu Âu nó làm cái form của nó. Đúng rồi. Đúng không? Cái form đó. Form đẹp. Mà nó thủy lực full luôn hả? À. Dạ. Hả? À. Số nó cơ hay thủy lực? Cơ. Số cơ hết mà. Tay lái thủy lực thôi. Rồi. À. Thấy người ta chạy nhiều vùng, người ta chạy nhiều. Dạ. Thấy cái form này nó khác này, thằng này nó ngủ hoành dáng này thì nó ôm lại, nó bo lại. Rồi, ok. Rồi, hai con kia quay sau vậy thôi ha. À, rồi. Rồi, có kính chào anh em gì không? Rồi, qua anh em nha, chúc anh em đầu tuần vui vẻ, làm ăn may mắn nha. Rồi, ok. Không biết, không like. Rồi, đứng đó chụp tấm hình nha. Rồi, ok, mến chào các bạn.